Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Erling Haaland và Lionel Messi được coi là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Mặc dù vậy, quả bóng vàng luôn phải thuộc về cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và hiện tại đó vẫn là Messi. Người duy nhất có cơ hội thực tế đánh bại Messi để giành được quả bóng vàng 2023 là Erling Haaland. Cựu tiền đạo của Dortmund đã chứng tỏ mình là một món hời cho Man City với mức giá 52 triệu bảng, khi anh phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của Premier League khi ghi được 36 bàn. Haaland cũng ghi 12 bàn trong hành trình giúp Man City giành chức vô địch Champions League đầu tiên, 3 bàn ở FA Cup và 1 bàn ở Cúp Liên đoàn Anh. Erling Haaland gần đây cũng đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA và là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Nhưng vấn đề quan trọng là Haaland không tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu lớn như Messi. Ở hai trận chung kết Champions League và FA Cup, cầu thủ người Na Uy đều tịt ngòi. Nếu không thể ghi bàn, xét về đóng góp vào lối chơi chung, Haaland càng không thể so sánh với Messi. Haaland chỉ có trung bình 24,4 lần chạm bóng và 11,7 đường truyền mỗi trận ở mùa giải trước. Man City vẫn triển khai lối chơi áp đặt như bình thường, ngay cả khi Haaland vắng mặt. Ngược lại, Messi lần lượt là cầu thủ kiến thiết lối chơi cho đội tuyển Argentina và PSG trong mùa 2022-2023. Messi có thể xé toang hàng phòng ngự của đối phương trong vòng chớp mắt bằng một đường truyền thông minh hoặc một pha chạy chỗ đẳng cấp, đồng thời luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Ở 1/3 cuối sân, Messi là cầu thủ hiếm có thể tự mình tạo ra sự khác biệt cho từng trận đấu, đem lại được chiến thắng cho đội nhà. Mặc dù không thể chạm tay vào danh hiệu UEFA Champions League cùng PSG ở mùa 2021-2023, song cần biết rằng Messi đã kết thúc mùa giải cuối cùng tại PSG với 21 bàn thắng và 20 đường kiến tạo sau 41 trận ra sân trên một đấu trường. Dù đã 36 tuổi, nhưng Messi vẫn thuộc dạng đẳng cấp trên thế giới. Thậm chí một vụ chuyển nhượng bất ngờ từ châu Âu sang Inter Miami cũng không thể thay đổi được điều đó. Anh đã ghi được 11 bàn sau 11 lần ra sân cho đội bóng MLS. Trong khi đó, Erling Haaland vẫn là mẫu cầu thủ có thể chất cường tráng với khả năng ghi bàn đẳng cấp thế giới trước khung thành và sở trường là thực hiện những pha chạy chỗ thông minh. Song, cầu thủ này cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện lối chơi toàn diện của mình. Cả 7 quả bóng vàng mà Messi có được đều gắn liền trong suốt 21 năm sự nghiệp tại câu lạc bộ cũ Barcelona. Bởi vậy đã có những câu hỏi đặt ra về việc Messi liệu có thực sự xứng đáng đoạt quả bóng vàng nhiều đến thế hay không khi mà danh hiệu vô địch World Cup từng lần tránh Messi. Mọi nghi ngờ còn sót lại đã được xóa bỏ một lần nữa và mãi mãi khi mà Messi truyền cảm hứng để đội tuyển Argentina bước lên bục vinh quang tại World Cup 2022. Dù Messi thừa nhận không còn coi trọng quả bóng vàng, nhưng tới thời điểm này, Messi chứ không phải ai khác mới xứng đáng là tân chủ nhân của bóng vàng 2023. Video được tài trợ bởi FB88.